Được thành lập vào tháng 7 năm 2022, câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ Hưng Yên hiện nay đã có gần 100 thành viên người con quê hương Hưng Yên là chủ doanh nghiệp với các ngành nghề khác nhau. Hiện nay, doanh nghiệp Hưng Yên đang trở thành tổ chức kết nối, đem lại cho mỗi hội viên của mình một môi trường kết nối kinh doanh an toàn, hiệu quả với nhiều dự định phát triển tại quê hương trong tương lai. Câu lạc bộ doanh nhân trẻ người Hưng Yên là tổ chức được thành lập nhằm quy tụ toàn thể các doanh nhân trẻ đa ngành nghề như thiết kế, xây dựng đến y tế, du lịch, sự kiện, thực phẩm và các dịch vụ khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc, tạo ra mạng lưới kết nối và liên kết sức mạnh các doanh nhân, đại diện tiếng nói và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên. Trong bối cảnh nền kinh tế đang dần hồi phục sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, câu lạc bộ đã tập trung triển khai các hoạt động thiết thực cho hội viên cũng như các hoạt động an sinh xã hội. Sau hơn 12 tháng hoạt động, các doanh nghiệp hội viên của câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ Hưng Yên đã giao thương với trị giá lên tới 45 tỷ đồng, đồng thời kết nối các hoạt động thiện nguyện, từ đó hỗ trợ quê hương Hưng Yên thông qua các chương trình hoạt động xã hội thiết thực. Vừa qua, câu lạc bộ đã tổ chức giao thương tại thành phố Hưng Yên nhằm kết nối các doanh nghiệp đồng hương Hưng Yên hỗ trợ nhau trong công việc và phát triển kinh tế. Với cái khát cầu là gắn kết người con Hưng Yên trên mọi vùng miền Tổ quốc, đó là lý do mà ngày hôm nay câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ Hưng Yên tổ chức ra cái buổi giao thương này. Mục tiêu duy nhất là gắn kết những người con Hưng Yên trên mọi vùng miền của Tổ quốc trở thành một cộng đồng, và người Hưng Yên sử dụng sản phẩm dịch vụ của người Hưng Yên và đầu tư làm ăn chung với người Hưng Yên. Làm sao đó những người con Hưng Yên thực sự hiểu về nhau, gắn kết được với nhau và tạo giá trị cho nhau. Chúng ta cộng hưởng lại và làm sao đấy quay trở về quê hương, đóng góp cho an sinh xã hội của quê hương mình. Ngày hôm nay sẽ là cái buổi mà giao tiếp giữa chính quyền và những doanh nhân xa xứ cũng như là những doanh nhân đang đầu tư kinh doanh tại địa phương. Chúng ta sẽ tìm ra tiếng nói chung, chúng ta sẽ tìm ra những cái điểm chung, làm sao đó để mà chính quyền hỗ trợ được doanh nghiệp và doanh nghiệp phát triển được thì đồng nghĩa với việc là quay trở lại để hỗ trợ cho quê hương. Tại buổi gặp mặt đã có những ý kiến đề xuất giải pháp thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, phát triển của doanh nhân trẻ. Hưng Yên được đánh giá là mảnh đất quê hương thuận lợi để các doanh nghiệp trẻ phát triển trong thời gian sắp tới. Thời gian này tôi cũng thấy có rất nhiều các điều kiện để có thể phát triển thêm trực tiếp tại tỉnh Hưng Yên của chúng ta. Nhân sự được đào tạo tại Hưng Yên hiện tại cũng khá chất lượng. Trong thời gian tới tôi sẽ mở chi nhánh công ty cổ phần giải pháp công nghệ kinh quốc tế tại Hưng Yên để cùng các bạn phát triển triển khai các sản phẩm giải pháp chuyển đổi số, viễn thông, trí tuệ nhân tạo tại tỉnh nhà và có thể mang những cái sản phẩm đấy đi triển khai tại nhiều nơi. Tỉnh Hưng Yên của chúng ta thì hiện tại đang trên đà phát triển và tài nguyên lớn nhất chính là con người, địa linh nhân kiệt. Thì khi mà chúng ta có những cái cơ chế hỗ trợ, có những cái tiềm năng, có cái sự đào tạo cũng như là thu hút để các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp của con em Hưng Yên của chúng ta khắp miền Tổ quốc đặt trụ sở, đặt chi nhánh cũng như là tuyển dụng nhân sự tại địa bàn của chúng ta ở đây thì cũng là cái điều kiện mà rất là tốt để phát triển, để đi lên. Ngoài cái việc mà chúng ta phát triển các cái nhóm liên quan đặc sản, nông sản hay là các cái làng nghề phát triển lên ấy, thì tôi nghĩ là mảng công nghệ chuyển đổi số cũng là một mảng rất đáng được quan tâm, bởi vì làm công nghệ thì ngồi đâu cũng được, đặc biệt là bây giờ đang cần tiết kiệm chi phí thì khi chúng ta chuyển về địa bàn tỉnh thì chúng ta tiết kiệm rất nhiều về chi phí văn phòng, chi phí sinh hoạt cũng như là lương của các bạn cũng sẽ phù hợp hơn ở những cái thành phố lớn. Thì như vậy thì chúng ta cũng có thể thu hút được rất nhiều các doanh nghiệp là đặt trụ sở đấy, đóng thuế tại địa bàn của chúng ta, hướng ngoại ra ngoài, nhưng mà cũng đã đến lúc mà chúng ta phải quay trở lại để xây dựng cái quê hương tỉnh nhà đây của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn. Câu chuyện là chúng ta phải về quê mình, giới thiệu những cái sản phẩm người con Hưng Yên của mình ở các nơi mang về để tụ ở đây, để hình thành trang thương mại điện tử cho người con Hưng Yên tại tỉnh Hưng Yên của mình. Chúng tôi mới tập trung được ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hưng Yên. Và sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức ở Nha Trang, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai. Và xa hơn nữa là chúng tôi tổ chức 64 tỉnh thành để giới thiệu những cái sản phẩm của người con Hưng Yên và giới thiệu những cái cơ hội đầu tư tại tỉnh nhà để cho các chủ đầu tư biết rằng quê nhà đang có cơ hội đầu tư như này và các bạn hãy tìm ra cái cách đầu tư phù hợp. Hưng Yên mình rất là nhiều tiềm năng du lịch. Cái mô hình phố hiến cổ, và chúng tôi hy vọng sau này những cái dự án mà phố hiến cổ sẽ thu hút được rất là nhiều các nhà đầu tư cũng như khách nước ngoài đến tham quan. Và tôi nghĩ rằng là sắp tới với những cái mô hình như thế này thì chính các cái chủ doanh nghiệp các nơi tụ về đây và sau những thời gian như thế này họ đi tham quan, và khi họ tham quan thì họ sẽ có những cái tư duy, những cái suy nghĩ về những cái sản phẩm du lịch thực tế của thành phố Hưng Yên mình là họ đưa khách tới. Khởi nghiệp thành công
có chỗ đứng trên thị trường, cộng đồng doanh nghiệp trẻ Hưng Yên đã hình thành ý tưởng người Hưng Yên ưu tiên sử dụng sản phẩm Hưng Yên với mong muốn quảng bá, giới thiệu nhiều sản vật của quê hương đến mọi miền Tổ quốc. Lần đầu tiên tổ chức buổi giao thương kết nối tại quê hương Hưng Yên, các doanh nghiệp tham dự đã mang đến chương trình 30 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm thuộc các ngành hàng như nông sản và thực phẩm chế biến, may mặc thời trang, thủ công mỹ nghệ và trang trí nội ngoại thất. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng đến gần hơn với người tiêu dùng, cũng như tìm kiếm những đối tác tiềm năng trong nước và quốc tế. Tham gia chương trình, anh Nguyễn Văn Mạnh, thành phố Hưng Yên đã mang đến gian hàng trưng bày hơn 30 sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên. Nhiều sản phẩm đã xây dựng vùng nguyên liệu ổn định theo tiêu chuẩn hữu cơ, được công nhận đạt 4 sao như mật ong hoa nhãn, tinh bột nghệ, long nhãn ôm sen, trà mầm ngũ cốc. Với mong muốn khi mỗi khách hàng sử dụng sản phẩm thì nhớ tới văn hóa Phú Hiến, văn hóa của Hưng Yên. Không chỉ những khách hàng là người con Hưng Yên xa quê mà còn hướng tới khách hàng khắp mọi nơi trong và ngoài nước. Sau chương trình này thì chúng tôi sẽ kết nối với nhau sâu hơn để mang những sản phẩm Hưng Yên đi ba miền Bắc Trung Nam và những sản phẩm của các bạn Hưng Yên khắp mọi miền Tổ quốc chúng ta sẽ mang về Hưng Yên sử dụng để cho những con người Hưng Yên chúng ta được gần nhau hơn và đi xa hơn. Những sản phẩm đặc trưng của Hưng Yên thì được hưởng ứng rất là tốt. Chúng tôi đang xây dựng người Hưng Yên dùng hàng Hưng Yên nên là rất mong được tất cả anh chị em trong Hưng Yên cũng như bà con ở Hưng Yên xa quê hoặc là ở đâu đó trên mọi miền Tổ quốc sẽ hiểu hơn về Hưng Yên và biết đến những hàng sản phẩm của Hưng Yên. Nguyên liệu từ mảnh đất Hưng Yên do doanh nghiệp Hưng Yên sản xuất, phân phối, quảng bá, làm giàu cho con người và quê hương Hưng Yên. Đây chính là khát vọng xây dựng chuỗi liên kết khép kín mà nhiều doanh nhân, doanh nghiệp trẻ Hưng Yên trên khắp mọi miền Tổ quốc đang hướng tới. Hiện nay, cái phong trào mà người Việt dùng hàng của người Việt và đặc biệt là cái người Hưng Yên dùng hàng của các doanh nghiệp là người con của Hưng Yên trên mọi miền Tổ quốc hiện nay đang được lan tỏa rất là tốt và cái sản phẩm của người Việt đã được chấp nhận rất nhiều trong cái tâm thế của người tiêu dùng Việt Nam. Hiện tại đang rất là khó khăn của nền kinh tế nói chung thì các cái hình thức kết nối để tạo ra cái sự kết nối chặt chẽ các doanh nghiệp với nhau để đưa đến tay người tiêu dùng những cái sản phẩm tốt nhất và hợp lý nhất thì đây là một trong những cái mô hình đó để giúp cho người dân tiếp cận nhanh hơn và coi như là tốt hơn với các cái doanh nghiệp sản xuất như chúng tôi và doanh nghiệp chúng tôi lại tương tác lại với người tiêu dùng trên khắp cả nước một cách nhanh nhất thông qua những cái tệp khách hàng và trực tiếp là những cái doanh nghiệp mà uy tín để giới thiệu cho nhau. Đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Mong rằng thời gian tới, câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ Hưng Yên sẽ tiếp tục gắn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để những người con Hưng Yên cùng nhau phát triển trên con đường giao thương, tạo thành một cộng đồng có tính gắn kết, tương trợ và bền vững.